Chào mừng trở lại với loạt video hướng dẫn về những bài tập trong cuốn Phương pháp Hoa hồng. Cái này là để cho các bạn giúp các bạn tự học nha. Ok, mình sẽ tiếp tục với check số 5 với bài có mang tên là Hài lòng. Cái bài này chúng ta cũng nên chia nhỏ ra 4 ô 1. 1, 2, 3, 4 đến đây. Và chúng ta sẽ thấy nó có sự lặp lại chu kỳ này. Cái này, hai ô này nó giống ở đây này. Đó. Hai cái này nó gần giống. Chỗ này thì nó gần giống luôn này. Nên cái này thì nó gần giống. Đó thì là chúng ta chia ra như vậy. Chúng ta sẽ nhìn cho nó dễ làm, nhanh. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn. Bài này cũng bắt đầu với nhịp C, tức là nhịp 4-4 đó. Mỗi ô có 4 phách. Rồi mình sẽ bắt đầu với phần tay trái và tay phải trước. 1, 2, 3, 4. Thế ở đây tập 4 ô này thì nó sẽ lặp lại rồi, thì các bạn cố gắng là tập nhiều lần cái chỗ đoạn đầu đây. Mình sẽ làm lại với tay phải này. Phần tay trái thì nó cũng gần gần tựa như phần bên bài trước này của mình, không ai dù. Đó thì các bạn tập riêng tay này nhé. Đấy, bắt đầu từ đồ, ngón số 5. Sau đó các bạn ghép, bây giờ mình sẽ ghép hai tay. 1, 2, 3, 4. Ở chỗ này thì các bạn thấy bắt đầu nó sẽ gây cho các bạn là mới thì sẽ khó ở cái đoạn đầu này, các bạn hay bị rối ở cái chỗ này. Đó, bởi vì tay này đang là đầu mi son, còn tay này là đầu son mi son. Phải tập thật chậm và kỹ, hay mắc ở đoạn này. Khi mà giải quyết được đoạn này thì về sau các bạn làm nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Và mình sẽ làm lại này. 3, 4.
chơi từ từ bài này thôi, ung dung khoan thai, nên chúng ta cũng không đánh quá vội. Ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây. Và các bạn cố gắng, các bạn cứ tập thật chậm hết nhé, chậm, chưa có vội. Những cái bài đầu này các bạn cứ làm chậm hơn tốc độ của mình cũng được. Về sau các bạn sẽ tăng tốc nó tốt hơn. Trong quá trình tự học thì mình cũng nhắc một số cái lưu ý, đó là trước khi tập thì các bạn nên luyện ngón trước. Thì cái cách luyện ngón như nào thì ở cái video trước mình đã có để vào rồi, thì các bạn xem cái cách luyện ngón. Thì các bạn luyện tập mỗi ngày, các bạn luyện được khoảng độ 25 đến 30 phút thì là rất là tốt rồi. Ok, 25 30 phút đó là cả cả luyện ngón cả tập bài nhé, chứ không phải là nguyên luyện ngón 25 30 phút đâu. Rồi, ok.